Man United tranh mua Osimhen với giá kỷ lục thế giới. MU chiêu mộ đồng hương của Bruno Fernandes. Cơn ác mộng ập đến Man United. Man United tranh mua Osimhen với giá kỷ lục thế giới. Chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis đã xác nhận tiền đạo Victor Osimhen có điều khoản giải phóng hợp đồng, như một cách gián tiếp báo tin cho các đội bóng lớn châu Âu phải chi rất nhiều tiền để mua chân sút người Nigeria. Tiền đạo người Nigeria là mục tiêu hàng đầu của Chelsea và Paris Saint-Germain, trong lúc Manchester United cũng đang theo dõi Osimhen. Phát biểu với Sky Sports News tại hội nghị kinh doanh bóng đá của tờ Financial Times ở London, chủ tịch Napoli De Laurentiis cho biết Osimhen có điều khoản giải phóng trong hợp đồng mới của mình. Ông cũng nói rõ số tiền mua Osimhen là rất cao, nhưng không tiết lộ con số cụ thể. Chủ tịch Napoli bật mí: Osimhen có thể đến chơi bóng ở một nơi nào đó. Tôi xác nhận cậu ấy có điều khoản giải phóng hợp đồng với một cái giá rất cao. Ai biết được Osimhen sẽ rời đi. Tiền bạc vẫn là vấn đề lớn đối với Napoli. Chúng tôi luôn có những mặt hợp đồng mua bán rất tốt như đã làm trong quá khứ. Bây giờ hay trong tương lai, chúng tôi vẫn sẽ làm như vậy. Chủ tịch Aurelio De Laurentiis chia sẻ thêm về những cầu thủ hàng đầu mà Napoli đã có trong quá khứ và thừa nhận Victor Osimhen là một trong số đó. Ông thừa nhận câu lạc bộ không thể giữ các cầu thủ hàng đầu khi các câu lạc bộ giàu có khác lôi kéo họ đi. Aurelio bày tỏ, Victor Osimhen là một trong những cầu thủ giỏi mà Napoli đang có. Chúng tôi từng có Edinson Cavani, Gonzalo Higuain, Lavezzi, Dries Mertens, rất nhiều cầu thủ tuyệt vời. Osimhen là một cầu thủ rất nổi bật trong số này. Có những cầu thủ rất yêu Napoli và muốn ở lại, như Marek Hamšík, chơi bóng tại đây trong 11 năm, hoặc nhiều cầu thủ khác gắn bó suốt 8 năm, nhưng cũng có một số gương mặt khác bị thu hút bởi Real Madrid, Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester City, Chelsea. Vì vậy, chúng tôi không thể ngăn cản họ, đặc biệt là khi người ta đưa cho họ một số tiền rất lớn. Ông Aurelio kết luận, những sự ràng buộc của Napoli chỉ là vấn đề tình cảm. Khi thấy một cầu thủ rời đi, chúng tôi có cảm giác họ giống như một người con. Không chỉ tôi mà bất cứ ai cũng hạnh phúc nếu đứa con của mình có thành công ở bất cứ nơi khác. Và nếu Osimhen rời đi, cái giá mà các câu lạc bộ lớn như Man United, Chelsea hay Paris Saint-Germain muốn có phải trả chính là phá kỷ lục chuyển nhượng của bóng đá thế giới hiện tại. Tôi đã nhận được ít nhất 3 lời đề nghị, nhưng chưa có con số nào đúng mức giá tôi mong muốn. Victor Osimhen đã ký một hợp đồng mới với Napoli vào tháng 12 năm 2023, kéo dài thêm thời gian ở lại đội bóng Serie A đến năm 2026. Anh thường xuyên bị hấp dẫn bởi các ông lớn của Premier League là Manchester United và Chelsea. Đội bóng Pháp Paris Saint-Germain cũng quan tâm đến việc ký hợp đồng với tiền đạo này. Sau khi Kylian Mbappe ra đi vào mùa hè này, Victor Osimhen đã ghi 11 bàn thắng mùa giải này trong 15 trận đấu tại Serie A, bao gồm một cú hat-trick vào lưới Sassuolo ngày 28 tháng 2. Với tuyển quốc gia, Osimhen chỉ ghi được một bàn tại Cúp Châu Phi AFC Onen, nơi đội Nigeria thua trước đội chủ nhà bờ biển Nga trong trận chung kết. MU chiêu mộ đồng hương của Bruno Fernandes. Man United đang có cơ hội lớn để ký hợp đồng với Joao Felix vào mùa hè 2024, khi ngôi sao người Bồ Đào Nha có tương lai không chắc chắn ở Barcelona. Như nhiều năm gần đây, vấn đề của Barcelona là tài chính. Gã khổng lồ xứ Catalan muốn giữ Joao Felix ở lại sau khoảng thời gian mượn tiền đạo người Bồ Đào Nha từ Atlético Madrid, nhưng họ không đủ khả năng. Tờ Marca đưa tin Joao Felix, người đã được liên kết với Man United trong phần lớn kỷ nguyên Erik ten Hag, được Atlético Madrid định giá ở mức tối thiểu 60 triệu bảng. Barca đang gặp khủng hoảng tài chính lớn và không có khả năng đáp ứng những yêu cầu đó, bất kể họ sử dụng bao nhiêu đòn bẩy kinh tế đi nữa. Đội bóng chủ sân Camp Nou bày tỏ mong muốn Atlético sẽ tiếp tục cho mượn Felix một năm nữa, nhưng dĩ nhiên, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha khó có thể chấp nhận. Đồng thời, Atlético cũng không hề muốn đón tiền đạo 24 tuổi, bởi anh ấy có mối quan hệ đổ vỡ không thể hàn gắn được với Diego Simeone. Và đây chính là thời điểm không thể tốt hơn để Manchester United ra tay. Giới truyền thông Tây Ban Nha cho biết, Quỷ Đỏ đã liên hệ với Felix gần 12 tháng trước, khi cựu thần đồng Benfica gây ấn tượng trong khoảng thời gian cho mượn ở Chelsea và ghi bàn thắng solo tuyệt vời trong trận thua 1-4 tại Old Trafford. Paulo Fouché, cái tên thân cận với người đại diện của Felix, Jorge Mendes, sau đó tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đã được tổ chức, nhưng những hạn chế của luật công bằng tài chính đã làm tiêu tan mọi hy vọng của Man United. Felix sắp đón sinh nhật lần thứ 25 và dường như đã phát huy hết tiềm năng từng đưa anh trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá thứ tư trong lịch sử. Ngay cả ở Barcelona, mặc dù có 8 bàn thắng và 5 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, nhưng những khoảnh khắc anh tỏa sáng chỉ là thoáng qua. Tuy nhiên, Felix sẽ hữu dụng với bất cứ đội bóng nào. Nếu so sánh với hàng công Quỷ Đỏ, anh sẽ không kém một ai. Những cầu thủ có khả năng tạo đột biến, sáng tạo và tư duy thông minh như Felix là của hiếm trong làng bóng đá thế giới. Tôi biết Joao có rất nhiều phẩm chất và tiềm năng lớn, đội trưởng Quỷ Đỏ Bruno Fernandes nói về Felix. Felix có thể đạt tới đẳng cấp mà không nhiều người có thể làm được. Cậu ấy có tất cả những phẩm chất có thể để đạt được điều đó. Felix là một chàng trai rất tốt và có rất nhiều phẩm chất. Từng sát cánh với Felix ở đội tuyển quốc gia, Fernandes thừa hiểu tài năng của người đồng hương Bồ Đào Nha. Sự linh hoạt của Felix cũng là một điểm cộng lớn.
anh có thể là bổ sung chất lượng cho đội hình Quỷ Đỏ và sự xuất hiện của anh không hề ảnh hưởng đến sự phát triển của Alexandro Garnacho hay Rasmus Højlund. Với Felix, huấn luyện viên Erik ten Hag sẽ có thêm nhiều lựa chọn chiến thuật. Cơn ác mộng ập đến Man United. Gặp Man City ở thời điểm này thực sự quá khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Manchester United vực dậy tinh thần kịp thời trước trận derby Manchester khi giành chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Nottingham Forest ở vòng 5 FA Cup. Cú đánh đầu của Casemiro đã giải quyết trận đấu, giúp các học trò của Erik ten Hag lấy lại sự tự tin sau trận thua thảm hại 1-2 trên sân nhà trước Fulham vào cuối tuần trước. Dù vậy, mục tiêu lọt vào top 4 của Quỷ Đỏ sẽ gặp một trở ngại lớn bởi họ chuẩn bị hành quân tới sân Etihad. Ngược lại, cách tốt nhất để ten Hag khiến những người chỉ trích ông phải im lặng là đánh bại Man City. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu gần đây cho thấy Man United sẽ phải nỗ lực hết sức để nuôi hy vọng mong manh về việc có điểm. Có nhiều lý do để người ta tin rằng Quỷ Đỏ sẽ dễ dàng bị The Citizens hạ gục. Cơn ác mộng tại Etihad. Cần quay trở lại tháng 11 năm 2022 để chứng kiến thất bại cuối cùng của Man City trên sân nhà trước Brentford. Kể từ đó, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đạt được chuỗi 35 trận bất bại đáng kinh ngạc với 30 trận thắng và hòa 5 trận. Man City là một trong hai đội ở Premier League chưa thua trận nào trên sân nhà mùa này, cùng với Liverpool. Man City thắng 9 hòa 4, cũng có thành tích phòng ngự tốt nhất giải đấu trên sân nhà với 11 lần thủng lưới, trung bình 0,84 bàn thua trên một trận. Hai cơn đau đầu cùng lúc, Man United ghi ít nhất 2 bàn ở 7 trong số 9 trận trên mọi đấu trường kể từ năm 2024. Tuy nhiên, 4 trong số 7 trận đấu đó diễn ra trước các đối thủ ở hạng dưới tại FA Cup và các đội bóng đang chật vật ở Premier League. Với việc Rasmus Højlund chấn thương, hàng công của Man United khả năng khó gây tổn thương cho Man City. Như thể việc thiếu tiền đạo sung mãn nhất chưa đủ xui xẻo, Man United còn suy yếu nghiêm trọng ở hàng phòng ngự. Ngoài Lisandro Martinez vắng mặt dài hạn, Ten Hag cũng mất cả Harry Maguire và Luke Shaw vì chấn thương. Tình cảnh trái ngược của Man City. Danh sách dài các chân sút đẳng cấp hàng đầu mang đến cho Pep Guardiola sự thoải mái, bất chấp phải cất Kevin De Bruyne trên băng ghế dự bị do thể trạng chưa đảm bảo. Nếu trận đấu không diễn ra theo kế hoạch, chắc chắn Guardiola sẽ đưa De Bruyne vào sân. Khi ấy, làm thế nào Man United có thể đối phó với một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này? Haaland quá đáng sợ. Trước khi đối phó với De Bruyne, Quỷ Đỏ nên tập trung vào Erling Braut Haaland. Anh vừa ghi 5 bàn trong trận thắng 6-2 trước Luton Town. Ở đó, De Bruyne đã kiến tạo cho Haaland 4 bàn thắng. Với 17 pha lập công, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Premier League mùa này. Có cảm giác như Haaland thực sự ưa thích mảnh lưới Quỷ Đỏ. Trong trận derby Manchester đầu tiên tại Etihad, anh đã lập hat-trick giúp Man City đánh bại Man United với tỷ số 6-3.